Vào cái thời điểm năm 68 ấy, thì có một cái đồi đoàn bộ đội đi qua xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đấy, và có một chú nào đó thì đã có những cái tình cảm với bà Nhi, Bà là bà Cảnh ó đấy, chút thì tức là o chút đấy, ó chút nhi o chút Nhi đấy. Đấy, và sinh ra anh Thành. thì anh cũng muốn nó tìm lại cội nguồn để sau này con cháu nó biết được là cội cội nguồn của mình cha mình sinh ra từ đâu để biết đó. Thật ra nhiều khi là anh đêm nằm nghỉ anh mà cũng biết thế nào để mà nghỉ nữa cho được biết được là từ cội nguồn của mình là từ đâu. Lúc đầu là chị đi xem về làm nhà cha con thì là lên liền là họ nói là họ lên đông họ nói là như con muốn mân chỉ thì mân cho con cái cội nguồn của con là chưa vô được nhà con cho nên là con đưa họ vô gọi đà. Hello, xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì Khánh đang có mặt ở tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh quý vị ạ. Và trước ống kính quý vị chúng ta nhìn thấy đó là cổng chào thôn 4 của xã Hương Đô. Hôm nay thì Khánh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh và chúng ta sẽ thưởng thức một làn gió mới cả nhà nhé. Một làn gió mới trên kênh của Khánh. Chủ đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành đó là chủ đề tìm người thân, tìm nguồn gốc cho một người đàn ông ở tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là anh Phạm Văn Thành, là một người đàn ông mà khi rất nhiều khán giả theo dõi chương trình của Khánh. À, hình như anh đến đây rồi. Đây đây đây. Ok, em chào anh Thành nhá. Dạ Chào dạ. cả nhà. Chào hai bố con hay là ông cháu đây? Cháu. À, ông cháu ha. Ông cháu. Ok, thế thì anh đi trước, Thì em anh đi đi theo trước sau. cả là. Dạ. Đấy. Người mà vừa nói chuyện với Khánh đó là anh Phạm Văn Thành đấy cả nhà. Là một cái người đàn ông mà không phải là người đàn ông này chủ động liên lạc với Khánh, mà là người đàn ông được rất nhiều khán giả ở tại khu vực này có liên hệ với Khánh khi mà quý vị chúng ta theo dõi một cái chương trình của Khánh tìm người thân, tìm người em đấy, tìm con riêng của bố đấy, là một người em cùng cha khác mẹ. Đó, của Việt Kiều Úc đấy quý vị. Đó là cô Thêu, một nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Khánh rất là lâu rồi. Và cô có nguyện vọng tìm lại một người em cùng cha khác mẹ, là một người con riêng của bố năm xưa, khi mà bố của cô Thêu đi chiến trường, đi gọi là quân giải phóng, đi vào miền Nam đấy. Thì trên cái đường đi qua khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, đấy, khu vực miền Trung ấy, thì nghe đâu đó là có phải lòng với một người phụ nữ nào ở đây đấy, và sinh ra một người con. Thì lúc bấy giờ thì cô Thêu cũng không biết rõ được chính xác, nhưng mà nghe mọi người nghe nghe đâu đó là người mẹ của cô Thêu, hoặc là cô Thêu đi, đi 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 xem thầy, xem gọi là xem bên 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 người âm, gọi là xem tâm linh đấy, thì được chia sẻ cho là người 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 em đó là một người con trai. Đấy, và ở khu vực miền Trung ở đây, cho nên là cô Thêu rất là muốn tìm. Và sau khi mà Khánh đăng hình ảnh của bố cô Thêu lên này, rồi là những cái dòng tâm sự của cô Thêu về người bố của mình và cái người em cùng cha khác mẹ của mình á, thì được rất là nhiều khán giả có chia sẻ với Khánh về hình ảnh của anh Phạm Văn Thành này, là người mà tí nữa chúng ta sẽ đến đây, bảo rằng là anh Thành là giống y đúc như ông Đích đấy, là người bố của cô Thêu. Đấy, giống lắm đấy. Tuy nhiên thì những cái thông tin mà cô Thêu chia sẻ về người em cùng cha khác mẹ của mình đấy, thì nó không trùng khớp với anh Phạm Văn Thành quý vị ạ. Đó, thì sau khi mà mọi người chia sẻ như thế thì sau đó thì Khánh cũng có liên hệ với anh Phạm Văn Thành, và anh Thành thì cũng có một cái câu chuyện, đó là anh cũng không biết được cái nguồn gốc của mình ở đâu. Đấy, cho nên là anh Thành rất là mong muốn là thông qua chương trình của Khánh có thể là chia sẻ và đâu đó có thể tìm được người cha của mình. Đấy, tìm được cái nguồn gốc của mình để mình có thể là biết được cái cội nguồn của việc. Đó, thì bây giờ Khánh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh. Chúng ta sẽ theo chân người đàn ông đang đi trước. Đấy. Và chúng ta sẽ đến nhà anh Phạm Văn Thành và chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chuyện của anh Phạm Văn Thành cả nhà nhé.
và xem rằng là chúng ta có thể là và rất là mong được quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ lan tỏa để giúp cho người đàn ông này có thể tìm được cội nguồn của mình nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đi xây lúa về, đi xây ngô, phải đi sát đơ như thế, trong khi một nửa trên nửa dưới là nó sẽ ăn mất cái bánh xe của mình. Anh Thành chạy lối nào này? Đó, trước mặt đấy, trước mặt nhà này luôn. Không, tới nữa. Tới đó cái nhà. Chào anh Thành nha. Chào chị nhá. Vừa anh Thành nhá. Chị Hồng đấy, chị Hồng mà cái hay liên lạc với em trên đó. Chị. Chị thấy dòng giọng đây chị vừa hay chị thấy nhỏ chị đấy, chị. Chị Hồng là vừa của anh à? Thế là chính vừa là người liên lạc với em luôn chứ không phải là khán giả luôn hả? Không, khán giả là họ nói là rất giọng cực kỳ là giống. Thì mình nói nếu giọng thì để chị liên lạc với em thì có ý đáng có phải không cho chị vừa rồi chị đi tâm linh về thì Hồng nói chị gửi cho em nói nữa. Dạ. Chị gửi cho em nghe đó rồi. Vâng. Đấy. Em vào uống nước đá. Dạ vâng. Đấy, hôm nay mời cả nhà chúng ta sẽ cùng với Khánh thưởng thức một làn gió mới tí, tìm người thân anh Thành à. Vâng. Biết đâu có thể tìm được người thân cho anh thì tuyệt vời anh ạ. Tuyệt vời. Dạ. Rất mong muốn tìm rất mong muốn tìm cội nguồn. Đấy, hôm nay là đến nhà anh Thành là nhà mình trồng lạc được nhiều không anh? Nhà anh trồng cũng vừa, nói chung là bây giờ trồng chừng rồi đó. Trồng được chừng này á? Chừng này. Sao mà mình không đập ở ngoài đồng luôn mà mình cứ để là anh để về phơi như vậy để về phải ăn chứ đập nó bể hết rồi sau với củ lạc ăn nó không ngon. Nó đã bể là nó bị như đỏ rồi nó không ngon. Kiện nó hay vô ăn đấy. Như thế này mình để cả để đây sau mình phải sau phơi khô đây là mình bứt ra. Thì chỗ làm từng để ăn thôi. Thì từng này để ăn thôi chứ còn nếu mà làm cả hàng mẫu. Lúc đấy anh làm cả mẫu. Bây giờ thì cái lạc nó rẻ đây nói chung là cái tiêu thụ này. Nói chúng cái nguồn tiêu thụ khó. Lạc vừa đi là được 1 ký mấy tiền đấy? Vừa nay được 1 ký như cái lạc tới hôm mới lạc tới thì được 85 ngàn 1 ký, 85 ngàn 1 yến này lạc tới. 85-90 chứ lần lạc khô thì khoảng 220. Nhà em hồi xưa đấy, hồi xưa là làm lạc này là phải tầm 1,5 mẫu lạc luôn. Đấy, về là cả hàng tấn lạc. Anh hai vợ chồng có năm làm mẫu, sau đến 1 mẫu. Nhà em làm 7,5 mẫu luôn. Mà cả tấn lạc luôn cả nhà. Buổi tối bắt đầu về mùa hè này này là khoảng tầm 1 đến 2 giờ sáng là đi nhổ rồi. Bắt đầu trăng lên là đi nhổ anh ạ. Còn anh đấy, trăng lên đi nhổ để tránh nắng. Đúng rồi, để tránh nắng. Đấy, xong rồi là đập ngoài đồng luôn. Chứ còn như làm mình mà làm cả mẫu lạc mà đưa như đưa bít bít như này đưa về để bít ra từng hột thì lâu lắm. Là trước đây là bọn anh làm nhiều còn đập qua hết đập rồi là đồng bi bán lạc tươi luôn. Ít khi để khô lắm. Củ lạc thơm nghe mùi thơm lạc nên mà luộc ăn là tưng bừng phấn khởi lắm này. Tức là bữa nay là chỉ làm từng đi để anh làm từng án thôi chủ yếu là ngô về lụa đây với là ngô thu hoạch hả lụa thì thu hoạch ngô là làm để chăn nuôi chăn nuôi lợn gà vịt. Cũng có cái máy xay lúa đây là máy quạt cái lúa đấy. Vậy, cái đấy là cái quạt lúa. Quạt lúa. Quạt lúa. Tưởng là em nghe mọi người bảo là anh là làm chủ thầu xây dựng mà. Đâu, anh đi thì đi làm cống thôi. Đi làm công à? Em tưởng là làm chủ thầu xây dựng. Làm cống với thằng cháu nữa, chúng là cùng thầu vừa đó thì làm bá nhà dân đấy. Làm nhỏ đấy. Vâng. Ở đây xung quanh là cũng là ruộng lúa luôn à? Ruộng lúa của dân độ là chia một người một khẩu là mấy thước đó đó. Xung quanh là lúa luôn. Xung quanh là lúa luôn. Có khi nào ở đây là ngập lụt không anh? Có, nhà anh lụt vào trong nhà, nói chung là năm to nhất là vào đến đây. To nhất là ngập lên đến đó luôn à? Ngập đây, ngập khỏi cái gương tủ này. Vâng. Ngập lụt đấy. Ok, thôi bây giờ anh em mình đã sẽ ngồi trò chuyện với nhau tí ha. Quý vị thân mến, lúc nãy giờ thì lan man trò chuyện một chút để cho quý vị chúng ta ngắm cảnh quê hương một tí với những bắp ngô, với những cụ lạc để chúng ta nhớ về quê hương một tí cả nhà. Còn bây giờ thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ trò chuyện cùng với Khánh và anh Phạm Văn Thanh là một người đàn ông mà bây giờ anh cũng có những cái nỗi lòng muốn tìm về cội nguồn của mình. Và thông qua chương trình của Khánh cách đây cũng khá lâu rồi, đó là Khánh đăng lên để tìm kiếm là người em cùng cha khác mẹ là một người con riêng của bố trong một Việt Kiều ở bên Úc đấy. Đấy, thì đến mãi bây giờ thì vẫn chưa có câu trả lời. Đấy, thì tuy nhiên thì khi mà theo dõi chương trình đó của Khánh thì rất là nhiều khán giả chúng ta nhìn thấy rằng là cái câu chuyện này đâu đó nó na ná giống như câu chuyện của anh Phạm Văn Thành. Đó, và đặc biệt nữa là khi mà
Khánh đăng cái hình của bố cô Thêu lên đấy, là mọi người trông là anh Thành và người bố của cô Thêu có nhiều nét rất giống nhau đấy, cho nên là mọi người cứ hoài nghi về cái việc là không biết là đây có phải là con của ông Đích, là bố của cô Thêu hay không. Đấy, tuy nhiên thì đối với anh Thành thì anh cũng có tâm sự với Khánh, khi mà Khánh có nghe được những thông tin mà khán giả chia sẻ như vậy thì Khánh cũng có xin thông tin và liên lạc với anh Phạm Văn Thành. Và sau đó thì anh Thành cũng có tâm sự với Khánh là thực sự là nghe mọi người chia sẻ và bản thân anh thì anh cũng cũng thấy là có nỗi đôi nét nó giống giống như thế đấy. Thế nhưng mà bản thân mình là mình cũng không dám nhận, bởi vì là những cái thông tin mà chị Thêu, cô Thêu chia sẻ ở trong đó thì nó không trùng khớp, bởi vì cô Thêu bảo là sinh năm 64 mà trong lúc thì anh là sinh năm 69 anh à. Đúng rồi, anh nó chênh chênh lệch nhiều năm quá. Chênh lệch nhiều năm. Đấy, cho nên là bây giờ mà mình nói là mình rất giống là mình này kia thì anh nghĩ là nó thôi, nhưng mình thấy người sang bất cầm quàng làm hò như vậy là mình rất là ngại. Đấy, cho nên là anh Thành cũng 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 không có liên lạc gì. Tuy nhiên thì trong lòng của anh thì rất là mong muốn tìm được cội nguồn của mình. Cho nên là ngày hôm nay thì Khánh cũng có dịp đi qua huyện Hương Khê và đến chỗ xã Hương Đô ở đây thì cũng trò chuyện với anh Thành và ghi hình để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện của anh Thành một chút, để đâu đó là rất là mong được mọi người chúng ta chia sẻ để giúp anh Thành có thể tìm được cội nguồn của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Quý vị chúng ta nhớ chia sẻ giúp cho anh Thành nha. Trước tiên là trò chuyện với anh một chút thì bây giờ là anh là được anh là có mấy người con à? Anh là có ba người con. Ba người con, các em thì chắc là cũng trưởng thành cả rồi nhỉ? Có trưởng thành, có gia đình cả rồi. Chỉ có một em là em út là lấy vợ nhà ở sau này. Là được con út ạ. Còn một chị cùng trong xóm ạ. Nói chung một thằng con trai thì đi qua câu đó là có xây nhà ở đó. Thế là mấy người con của anh là cũng loanh quanh sát. Loanh quanh sát đây. Thế là bây giờ là ông bà là ở riêng một chắc. Nói chung nói trong đang có mẹ già nữa. Bà thì kiểu bị bệnh tâm thần đó. Bà ở đó chứ. Bà đâu rồi? Bà đi đâu? Nó ngồi trên đồng khi này ông bảo con ở chở cái con được con gái đâu của anh ấy chở về cho bà cứ đi rồi thôi. Chứ nếu... bà bây giờ còn nhớ gì về không, ngày xưa nữa? Tức là trước đây có lúc bà tỉnh tỉnh nhé, thì thời đang trẻ thì là có khi một vài tháng bà tỉnh đó thì anh cũng có hỏi nhưng bà không biết. Chỉ chứ bà là mẹ của anh là có bao nhiêu người con? Mẹ của anh cũng có 4 người con, mà chỉ là... anh giống mình anh con trai, còn sau là ba con gái. Tức là anh là con đầu. Anh con đầu. Anh là con đầu. Vì không là... biết là con có bồ đồ nhé, biết con của. Nói chung là anh sinh, nói thật em là sinh ngày mùng 5 tháng 9, năm 69. Mùng 5 tức tháng 9. Là để 2 giờ chiều, vì những người như anh sinh ra thì tức là cùng nhiều người để ý. Và trong lúc đó thì lại có một người bạn cũng sinh một năm với anh. Thì lúc đó mẹ anh cứ bỏ ở đây đi bỏ cho ba mư đó đó. Cứ đi thể thì là mư là cứ bông xuống cái người bạn, bạn đó để xin bút. Xin anh bút. Mẹ thì, của người bạn ấy. Mẹ để, người bạn. Để. Mẹ người bạn này chứ cũng mất rồi. Ba cũng mất rồi. Thì nói thật em là từ đó đến giờ thì anh cũng nói thật là điều kiện hoàn cảnh thì em thấy đấy này. Nói chung anh cũng giảm suy nghĩ cái chuyện đi tìm đâu. Nhưng còn mai đến năm cách đây 27 năm đó mẹ anh đây. Là bà bị... Chào em nhá. Đó là con gái đầu của anh. Con gái đầu hả? Con gái đầu. Thì nói thật em là anh cũng nhiều khi nhiều lúc cũng tìm những cái chẳng hạn là bạn bè. Con chào bà. Con chào bà nhá. Dạ. Mẹ của anh Thành đấy. Mẹ anh đấy. Dạ. Dạ vâng, chào bà nhá. Chào bà, mái tóc bạc trắng tinh luôn rồi hề. Bà đi đâu về đây? Không biết ai nữa. Chứ không biết ai nữa. Bà cứ đi râm râm đi 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 râm râm đêm suốt ngày, nhưng mà đi chơi chán về thì nói chung vệ sinh là bà cứ đi trong đó. Cho nên anh giờ nó thế nào để lắc lắc về cả lửa và đi bà cứ lắc 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 đầu về đó. Bà cứ lắc linh tinh lang thang thế. Bà bây giờ có cứ lắc rác thế. Nói chung bà mẹ anh bị bệnh từ lúc sinh anh rồi chưa? Thì cũng có lúc là bà có tính, tức là có tính gọi là có biết được gọi là ứng phả phách về không chửi bới này nó. Nhưng mà khoảng 2 năm nay thì nói chung bà hầu những tỉnh đó. Lúc nào cũng chửi bới rồi. Tức là trước đây là vẫn có những lúc là vẫn tỉnh táo bình thường. Lúc cũng có tỉnh táo là tức đây có khi một năm hoặc là vài ba tháng gì đó là tỉnh táo rồi là cứ bị
cho con, mà từ khi để con út đến như là đứa đứa con gái út cho đến như của bà là đến như là bị nặng. À, Từ đó như tức là bà là trước đây là lúc mà đang còn tuổi tuổi trẻ đấy, tuổi thanh xuân đấy, tuổi thanh chưa xuân. lập gia đình, thì bà là sinh ra anh là qua một cái mối tình với một một chú bộ đội nào đó. Đúng rồi. À, tức là nghe mọi người kể như thế đúng không? Đúng rồi. Rồi sau đó thì bà có lấy chồng không? Có chứ. Có À, bà sao? lấy chồng là lấy ông là Phạm Văn Dừa, người miền Nam, ông ở À. trong Phú Yên ấy, nhưng mà gọi biết ở Phú Yên. Giờ vừa rồi cách đây mấy năm anh cũng có gửi địa chỉ vô tìm cho họ không tìm được, nhờ nhờ có cái ông Dương Ồ, thế là là có nghĩa là cũng bà lấy chồng xong rồi là đẻ ra ba đứa con mà người đẻ ra hai đứa, à tức là đẻ ra hai đứa con gái cái anh này dạ đó, là ông mất, tức là à còn một con đẻ 71 rồi một ó là đẻ năm 73 à là ông mất. Ông mất thì sau đó là một thời gian ba khỏe lên thì nói chung ba là muốn sinh thêm một đứa nó có con trai để cho cùng anh đi. Thì à sau lại có một cái ông người ở đây nông trường 20 tháng 4 tức nay gọi là Hương Trá, à là có mấy chứ có con út, mấy chứ sinh ra con út là mấy chứ con sinh năm 80, mấy chứ lấy chồng về ngoài Nghệ An ạ, ở à ngoài cái Yên Thành Nghệ An, dạ lấy dạ về ngoài đó. vâng vâng tức là bà là cũng là trải qua là ba lần đò luôn đấy, Ba lần ba lần đò luôn, ba lần nhưng mà không có ông nào ở được với bà lâu hả? không, ông mà sinh hai ô nữa thì là sinh vì sinh năm 69 là sinh anh, Dạ rồi sang năm 70 là lấy ông đó, dạ ông cha dường anh á, rồi dạ là sang năm 71 là để ô cây anh, dạ rồi sang năm 73 để ngó nữa là ông bị đau hôi nữa đau ruột thừa cấp tỉnh, thì chở À. đính kịp hôi nữa bệnh viện nó còn ngoại xa, Vâng. nó có ô tô đồ đi lại, phương tiện đi lại nó còn hạn hẹp, đây là ra một người đeo đam ra một đoàn là mất trong mất. Dạ. Thế còn người thứ ba là Người cũng thứ ba là cũng người công nhân của nông trường 20 tháng 4 đây, hiện nay ông nó còn sống, ông Dạ. ở ngoài Thạch Hà, Dạ. cũng ở Hà Tĩnh chứ Thạch Nhưng mà Hà cũng không ở với bà không ở với bà, tức là ông đó thì nói chung là cũng thấy là ngoài đó ông có vợ ngoài vợ con Dạ. ngoài thì dừng Bà là muốn 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 kiếm thêm một người bạn nhá anh, nhưng mà nói chung à là sao cũng vẫn đẻ tiếp một con gái nữa. vâng vâng thành ra là không có ai mà ở được với bà lâu cả, Không chỉ có gọi ai. là kiểu chỉ có một hạ người đầu có người sau gọi là qua đường thôi, Qua chứ đường còn còn người ở giữa thì là cũng mới sống với đâu bà. sớm mới sống với ba được 4 năm, tức là gần 4 năm Bà vẫn được nói, vẫn được nhớ, đôi khi bà giờ nói còn chuyện nhớ đấy nhớ thế thôi, nói chung được. là nhưng mà đi là đi suốt ngày suốt đêm. Bà ơi, bà bây giờ có nhớ được là người yêu đầu tiên của bà mà sinh ra anh Thành nữa không? Không, anh ở Nghệ An, anh có về mất. Hả? Ở Nghệ An. À đấy à, ông ở Nghệ An à? Hồ Lê Hồ Lê Lê Hồ ha? À đây là nói chuyện Âu Út Út là Hồ Lê, á. là Hồ Lê ông Dạ. người Thạch Hà. Vâng. Nghe lúc này bắt đầu ấy, anh Thành có nói rằng là thực ra là anh Thành nhớ rất là chính xác về ngày tháng năm sinh của mình đấy. Bởi vì là với cái câu chuyện của anh Thành hồi đó mà sinh ra như thế thì nó rất là dễ nhớ. Chứ vì là lúc bấy giờ là mẹ của anh Thành thì chưa lập gia đình đấy, và có con với một chú bộ đội đấy, cho nên là đâu đó thì trong xóm trong làng người ta cũng cũng xôn xao, thành ra là cũng 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 nhiều người nhớ, chứ Cũng không thể nhiều là là nhớ nhầm nghe tháng nghe ngày tháng là năm sinh được đúng không anh? đúng rồi chính Đó, xác. có thể ngày thì có thể là chúng ta không chính xác được, nhưng mà cái năm thì chắc chắn là sẽ nhớ được đấy. Và đặc biệt nữa là có một một người bạn của anh Thành là cũng sinh cùng ngày tháng năm cùng anh Thành đúng không? Đúng rồi. Đó, cho nên là cũng qua cái mốc đó thì cũng rất là dễ nhớ được là anh Thành là sinh vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 1969. Dạ, thì bây giờ thì anh Thành bày tỏ cái nỗi lòng của mình muốn tìm cội nguồn để anh có thể là kể lại cái sự việc ngày xưa như thế nào, để đâu đó là qua cái chương trình của em đây thì cũng rất là mong được mọi người chia sẻ để biết đâu có thể tìm được cội nguồn anh Thành à. Đúng rồi. Dạ. Từ việc ngày xưa thì nói thật ra là cũng anh cũng nghe kỹ lại, tức Dạ. là trước đó bộ đội là đóng quân ở tức là nhà ông ngoại anh, nhà ông ngoại anh là tức là mình khi nào mẹ anh nó gọi nó ở với ông ngoại á, nó kia Dạ. là chồng ở ông ngoại là cũng có 3 4 người đóng trong nhà À. ở trong nhà, còn mà đi ba mà đi qua cái chỗ đi ra bộ đội thì nói chung bộ đội đóng đó đó là có một cái trọt người ta kêu là trọt Mù Lanh, bộ đội đóng quân những vì cây ung tùm ấy Là là ở là xe thuộc thuộc có xã nào, thuộc xã cùng nào? xua xa hơn đâu mà đây cái chỗ xóm nó thuộc là gọi là xóm trôi, À. tức là người ta gọi là xóm trôi, nói người thì gọi xóm ô, người xóm trôi là ở ngoài cái chỗ gần gần ngoài ỷ ván đấy. Dạ. Đó. Thì bộ đội đóng quân đấy, mẹ anh mới có đi lấy ráo lấy ca thì cũng có đi qua cái chỗ bộ đội đóng quân đó. Vâng. Thì cách đây
20 năm, hơn 20 năm. Yeah. Có một người là ông là Trần Văn Lâm. Yeah. Là ở Thanh Hóa. Là ông có gửi một địa chỉ về thì nói thật là anh cũng rất mừng. Là anh tưởng đó là bố anh thôi. À. Là vì là có một cái trùng khớp thế này này. Anh là sinh tháng 9 nhưng mà đầu mùng 5 là đầu tháng. Yeah. Mà ông ở trong cái địa chỉ đó ông viết là tìm người thân, à, tìm người thân, tìm chỉ cánh. Năm nay lúc đó năm đó là mẹ anh khoảng 55 đến 57 tuổi. Yeah. Là ông có viết trong là tìm chỉ cánh, năm nay khoảng 55 đến 57 tuổi. Là vì là ông ghi trong rõ ràng là ông là tháng 11 năm 68 đơn vị tôi đóng quân tại xã Hương Đô có quen chỉ cảnh năm nay khoảng 55 đến 57 tuổi. Vâng. À, thì anh mới tính cái trung khớp tức là từ tháng 11. Yeah. Thì thường thường là họ theo dương lịch. Yeah, yeah. Âm lịch cái đó thì nói chung để cho lại ngày anh sinh á. Vâng. Thì nó cũng trùng với 9 tháng 10 ngày ta nói ví dụ vâng, như vâng, ta sinh vâng, ra đây này. Vâng vâng. Đó. Thành ra thì anh cũng rất mừng. Vì sao có một thời gian anh cũng liên lạc. Anh liên lạc thì anh có tức là khi lúc đó thì anh có nói ông là để trêu đùa ông vậy thì anh nghỉ cùng lúc đó anh cũng nghỉ lời vai bố anh rồi. Yeah. Thì anh có trêu có bác ơi cháu có thể là rồi cháu có thể bán đất đấy cháu đi vào Nam có thằng bán cho đất trong vào trong làm ăn. Yeah. Thì ông có nói là một câu sau đất mình động dễ làm ăn mà sau ở đó mà lại đi lại đi vào trong kia làm ăn sau này đi lại khó khăn. Là lúc đó anh nghĩ là chắc chắn là nghĩ là bố anh ấy đấy. Rồi sau nữa thật em là có một bữa là ông hồi nữa ông nó còn làm bên hội trưởng hội cựu chiến binh huyện Nga Sơn á. Đấy, thì ông nó còn liên hoan bộ đội tức là anh em nó còn ngồi uống rượu. Yeah. Thì anh lúc đó anh làm cò lạc này ở ngoài. Yeah. Kia là anh ông gọi về ông hỏi thăm đây là xong bắt đầu là anh cũng hỏi thăm hỏi gió móng rồi thì cuối cùng sống bắt đầu là ông có hỏi có ông chết tắt điện thoại thì có một người ba đàn ba nào đó ngồi bên cạnh hỏi mà ai gọi về. Thì ông nói thằng người trong Hà Tĩnh á, Hương Khê Hà Tĩnh. Nó tưởng mình là bố nó. Thì từ đó về sau là anh liên lạc nữa. Vì nói thật em là anh muốn tìm một người thân. Yeah. Thì tức là người ta quan tâm đến mình mà mình quan tâm đến người ta thì tức là ta không nổi vì cái chuyện vật chất cả nhưng cái tinh thần rồi là cái tình cảm. Yeah, thật thì em là cái kinh tế thì anh sống thật anh sống năm nay là cũng 56 tuổi luôn. Anh sống quen với cái vật chất kinh tế thì là rửa thì anh cũng giàu hơn hắn giàu được nữa nói thật rồi đó thì anh cũng muốn tìm lại cội nguồn để sau này con cháu nó biết được là cội nguồn của mình cha mình sinh ra từ đâu để biết đó nói thật rồi nhiều khi là anh đêm nằm nghỉ anh mà cũng biết thế nào để mà nghỉ nữa cho được biết được là cái cội nguồn của mình nó từ đâu. Thì nói thật rồi em là hỏi mẹ anh thì khi thì bà nói ất thì khi thì bà nói ung tất thì khi thì bà nói ung viết nói chúng là nói tung lung nói chúng là hề là cũng thì nói thật em là dư ra ngoài thì nói thật á là cái hồi đó bộ đội đóng quân nhiều. Yeah. Thì nói xin lỗi cho mẹ anh khi nữa thì tức là cũng không được hắn không phải là thật thà minh mẫn lắm đâu. Yeah. Tức là cũng vẫn đang có cái hơi hướng tức là bị dở người cái hình thức đó đang có đang hậu đó. Thì có thể hôm nay nói xin lỗi em hôm nay gặp đi với em. Yeah. Thì người đó là nói là cho anh là người này đúng. Yeah. Không. Yeah. Hôm sau có một người khác gặp đi với người nữa. Thì nói là có người thể khác. Là người khác đó. Yeah. Cũng rất khổ. Yeah. Thì nói thật anh Dư cũng rất muốn tìm. Yeah. Nhưng bây giờ trong cái thâm tâm nói thật ra em là cũng có một cái mùi mánh chứ cho nó cụ thể để mà tìm ngẩn. Bây giờ kiểu là rất khó. Tìm đáy biển rồi. Mò kiếm đáy biển rồi thật ra cũng rất khó. Ngày gì đâu. Vâng. Thì vừa rồi em có cái thông tin của em ở trên đó là nói thật là anh cũng nghi là có lẽ có chứ. Nhưng mà đến khi sau rồi anh ấy nói là cái khoảng cách quá xa tức là năm sau tư sau năm gì đó mà anh sinh năm sau chín vì cái ngày thính sản đẻ của anh thì không thể sai được. Đúng rồi. Trong cái năm đó là bà ngoại anh mất nè. Yeah. Ba ngoại anh mất được một tháng nè là anh sinh nè. Vâng. Rồi bà khô mất nè cùng trong cái năm 69 đó thì là một cái sự kiện không có thể mà sai được. Là cái ngày tháng của anh thì sai được. Vâng. Nên là còn cái địa chỉ của ông mà tìm mẹ anh trước đấy mà nói là ở ngoài Nga Sơn Thanh Hóa. Là số nhà 2A1 tiểu khu Ba Đình thị trấn Nga Sơn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa. Không có ghi rõ ràng hiện chưa tờ giấy đó trong đó là còn dư đó thì tức là hồi xưa thì có thể là mẹ anh không nhớ được chính xác nhưng mà ông bà ngoại của anh có không ông thì tức là năm đó là bà ngoại thì thật này đi mẹ anh là lúc đó là thật xin lỗi em chứ bà ngoại kêu một tiếng đầu thì nó gần già gần tiếng thứ hai già xa dần là mất hút luôn nói thật ba cũng vừa là được một đứa con gái nướng ông bà nướng chiều nữa thì vừa là lúc đó thì ba cũng trống tức là người cũng có một cái vấn đề rồi chứ nói thật là giờ khi sinh anh ra thì mình bị nặng hơn. Nhưng mà trước đó cũng đã hơi nhẹ nhẹ rồi đó. Hơi nhẹ nhẹ có vấn đề tức là ta nói như người hơi mát chút đó như thế đấy. Vâng. Cũng ngồi lần đơn còn nhẹ. Dạ. Yeah. Còn từ khi sinh anh ra là nó nặng hơn. Dạ. Yeah. Thì nói thật em là giờ anh cũng nói thông qua chương trình của em đấy. Dạ. Yeah. Anh cũng rất muốn là đâu đó mà
có thể tìm được cội nguồn thì anh cũng rất vui. Nhưng cùng mấy năm con mưa khoảng ta nói cho khoảng 20 năm 30 năm cuối đời mà nói chung mình tìm được cội nguồn để cho con cháu nó vui thì cũng rất là vui. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ phải gút lại một số cái thông tin để định hình lại, để biết đâu là qua cái sự trò chuyện này có ai đó chúng ta lắng nghe và có thể chia sẻ, và từ đó có thể là có cái sự kết nối. Thứ nhất đó là cái mốc đầu tiên thì đó là vào cái khoảng năm 67 68 gì đó đúng không? 68 đúng không? Năm 68 là 69 gì đó là có đoàn bộ đội hành quân và đi qua chỗ xã Hương Đô ở đây đóng quân. Đóng quân đâu? Và đóng quân. Đấy, đóng quân thì lúc bấy giờ là có 2-3 chú bộ đội gì đó là xin ở tá túc trong nhà của ông bà ngoại anh đúng không? Đúng rồi, có. Và ông bà ngoại của anh thì tên đầy đủ là gì anh hả? Ông là tên, nói chung là tên của ông tên đầy đủ thì ông Đinh Văn Thượng. Đinh Công Thượng. Đinh Công Thượng. Nhưng tên thường gọi là ông Nhi. Ông Nhi. Mà bà cũng gọi, tên thường gọi là bà Nhi. Con của mẹ anh nó có một cái thế này nữa. Tức là mẹ anh trước đây vẫn có một cái tên nữa là tên là O Chút, cái tức là cái O Chút, thường thường hay họ hay kêu là O Chút Nhi. O Chút. O Chút. Đó, thì năm đó là còn có... giờ hiện giờ là Đinh Thị Cảnh. Trước đây là vẫn có một cái tên khác của ông bà đặt cho là O Chút. O Chút. O Chút gọi là thường thường họ thường gọi là O Chút Nhi. Vâng. Thế còn ông bà ngoài anh là đấy, hai ông bà cũng tên Nhi cả hai. Nói chung là, nhưng mà ông tên của ông mà tên nổi, nhưng mà tên trong khai sinh là ông Đinh Công Thượng. Đinh Công Thượng. Đinh Công Thượng. Nhưng mà mọi người thường gọi là ông... Ông Nhi. Ông Nhi. Đúng rồi. Và bà Nhi. Và bà Nhi. Ông Nhi và bà Nhi ở tại xã Hương Đô. Tại xã Hương Đô. Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Đó, thì có 2-3 chú bộ đội gì đó là lúc bấy giờ là cũng được điều cử là cũng công tác ở đây, và cũng chắc là lúc đó thì bộ đội đi qua thì thường hay xin ở nhà dân đúng không? Chúng cũng ở lâu, có người thì cũng ở 1-2 tháng, có người thì cũng ở một thời gian ngắn đi cũng có. Nói chung có người thì đóng quân đầu lâu chẳng hạn, như có thể sĩ quán thì họ có thể họ ở đó có thể vài tháng ấy chứ. Và lúc bấy giờ là bà Cảnh của ta là mấy tuổi anh à? Bà năm nay là 57, 77 tuổi. Yeah. 77 tuổi, bà sinh năm 47, nhưng mà thời đó bà 22 tuổi. Lúc đó là bà Cảnh ở đây đấy. Thì thường tên thường gọi lúc đó tên ở nhà gọi là Chút Nhi. Đấy, thì... mới có 22 tuổi thôi. Đó, thì sau đó là cũng không biết là một trong ba người bộ đội đó hay là những cái chú bộ đội lân cận đấy. Đấy thì đã có gọi là đã có những cái mối tình cảm với bà. Đấy, và sau đó thì sinh ra anh Thành. Đó, sau đó thì sinh ra anh Thành nha. Đấy thì thời điểm mà sinh ra anh Thành đó là vào ngày mùng 5 tháng 9 của năm 1969. Đó. Thì cũng cho đến bây giờ là suốt hàng chục năm rồi, hơn 50 năm rồi. Hơn 50 năm. Anh Thành cũng rất là ấp ủ muốn tìm được người cha của mình. Nhưng mà không biết ở đâu, bởi vì là lúc mà anh Thành đang còn nhỏ thì cũng chưa có được cái ý thức để tìm người thân. Thì ông bà ngoài cũng chưa có nhiều cái thông tin để cung cấp cho mình. Đấy, mẹ thì lại cũng không được bình thường lắm. Đến khi mà anh lớn lên rồi thì ông bà ngoài thì đã là mất rồi anh à. Đúng rồi anh. Đó, cho nên là cái thông tin thì lại càng khó hơn. Đấy, còn mẹ thì bây giờ như thế này thì quý vị chúng ta nhìn thấy rằng là cũng không có khai thác được gì thông tin ở bà cả. Thành ra là bây giờ là với cái câu chuyện của anh Thành là cảm giác như là đi mò kim đáy biển luôn. Đấy, may ra là đâu đó là có những chú bác nào. Đấy, chúng ta là những người mà cũng có những nhiều năm mà chinh chiến. Đấy, cũng đi bộ đội hành quân vào Nam trong cái đoàn quân giải phóng. Đấy, chúng ta có thể là vô tình chúng ta nhìn xem được những cái video như thế này. Và biết đâu trong đó có chúng ta và có cái hình ảnh của mình thì có thể là mới có thể tìm ra được anh Thành à. Đúng rồi. Chứ còn thực ra là bây giờ cực kỳ khó. Thế nhưng mà mình khó mình cũng cứ hy vọng, đúng không anh Thành? Đúng rồi. Đấy, thì trong lúc mà Khánh đang trò chuyện với anh Thành ở đây nữa thì có vợ của anh Thành là chị Hồng còn lại nói nhỏ một chút là anh Thành kể về cái sự việc là đi xem tâm linh đấy. Đấy thì không biết là anh đi xem tâm linh thì mọi người chia sẻ như thế nào, biết đâu là chúng ta có những người đi tìm mồ liệt sĩ người ta đang còn sử dụng tâm linh nữa thì sao. Vậy thì ngày hôm nay mình tìm cội nguồn thì biết đâu có thể là tâm linh cũng có cái gì đó có thể mách bảo cho chúng ta, có thể là đúng cũng nên, đúng không anh? Đấy, chúng ta cũng cứ cái việc mà tâm linh với khoa học thì bây giờ là cũng còn nhiều cái sự tranh cãi, nhưng mà có những cái cũng rất đúng và có những cái thì có thể là chưa phù hợp, nhưng mà thôi thì mình không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà chúng ta cũng cứ chia sẻ anh à. Anh đi xem tâm linh thì thầy bảo sao?
Nói chung là vừa rồi năm năm ngoái thì anh có đi xem tâm linh, xem ông thầy ở trên này, trên xa trên á, thì đi xem để làm về làm với nhà thằng con, thì anh có nói là anh có hỏi là tức là anh hỏi là ông nói là cổ chán mà tìm được đó đó, nói chung là tìm cội nguồn đó đó, nhưng mà chết bên ấm là chứ hỏi chết cho biết thôi, thế là biết cái người đi sao nói là người tìm nó chính xác hết á, thì nghe họ nói đó, chứ thật ra thì cái đó thì bên cái tâm linh thì họ nói là tự nhiên họ nói, tức là họ lên cây đồng á, họ lên đồng, ta thường thường gọi lên đồng á, là họ lên họ tự nói đấy, chứ còn anh cũng sao anh có hỏi có sống nữa không, nói không sống nữa mất rồi, là chỉ ông chỉ rợt lò là về ông thầy chỉ nói tiếng nữa, thì còn cái chuyện đó thì nói thật là dư nói thật ta tin cũng được không tin cũng được, thực ra thì cái nói dư thật là cũng khổ, không phải là nói chung ấy chứ chỉ biết được là dư cái cuộc sống đó thôi. Thì anh trước đây là có một cái này này này, cái người mà đó là có biết có phải chính xác hay không, nhưng vẫn đi là sau đó là vẫn có viết về lá thư, à có một viết về lá thư, nhưng mà lá thư nữa là cái ông cầu là em của con chủ của bà, tức là cái ông với ba mẹ anh đây là Anh em con chú con à, con bác. chủ con bác, tức là mẹ anh con bác, ông con chú là có đọc cái được, à là nói là viết cái thư về nói là nội dung thì anh nhớ rồi, chỉ anh chỉ nhớ đoàn nếu con người em có gì thay đổi thì viết thư báo tin cho anh, à là có một người là đúc đổ vào quan nó có Quảng Trị đi vào trong miền Trung á, trong Nam á, là có một Tức cái lá là thư chú như bộ vậy, đội, chú bộ đúng đội rồi đó đó hành quân đi vào đến Quảng Trị thì có viết đó, thư có về viết về lá thư về không cho bà Cảnh. đó Đấy, là o chút đấy. hỏi chút Nói rằng là nếu mà con người em có gì thay đổi thì viết thư bảo tin bảo viết thư báo tin cho anh. đúng rồi, Nhưng mà trên lá thư thì người đó có để tên của họ là tên anh gì không? chỉ biết thực ký gọi là có ba mươi gọi nhắc lại anh như thế, thì lúc đó anh nó còn nhỏ anh hỏi thêm, thì sau này thì anh muốn hỏi thì tức là mười cũng nhiều tuổi rồi Quên mất hỏi rồi. quên mất lắm cấp, tức là Khó quá, mười thời khó đó quá. từ tâm anh hỏi vào cái tâm một năm tầm tầm tư tầm tư là anh có nghe nói loảng thoảng là anh có hỏi nữa, rồi thì ngoài tờ viết về rồi thì mười là có còn nội dung là mười chỉ nhớ từng nữa thôi đó. Thế thì khó Khó, hả? rất khó, Rất nói chung khó đấy. là nếu như mẹ anh có nhớ nhiều manh mối thì nó khác, nhưng bên đây cũng rất khó, nói thật anh cũng biết là em vào đây là rất cảm ơn em nhiều rồi, để là làm cái kênh này để đăng lên để tìm giúp gọi là cội nguồn nhanh, là anh cũng rất cảm ơn, nhưng mà nói thật em là anh cũng hy vọng mong manh lắm, nói thật là rất mong manh, Rất nói mong manh, đúng thực rồi sự là cũng rất rất là khó rất đấy. rất khó. Thì hôm nay thì em cũng tiền đường trong cái hành trình mà em đi thiền nguyện đấy, em có lên chỗ xóm 9 để thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ cho ba đứa trẻ mồ côi mẹ đấy, cha thì bỏ đi rồi. Đó, cho nên là xong việc thì em cũng liên lạc với anh luôn, bởi vì là thấy anh cũng rất là tha thiết tìm cội nguồn của mình. Và cho đến bây giờ thì cũng hơn 50 tuổi rồi, nhưng mà anh luôn ấp ủ một cái nỗi lòng là tìm kiếm cái cội nguồn của mình. Như vậy là em thực sự là em cũng cũng cảm thấy rằng rất là trân trọng, bởi vì có những con người bây giờ họ có cội nguồn đó đấy, có dòng tộc đầy đủ đó, tổ tiên đầy đủ đó, nhưng mà thậm chí là không thèm quan tâm. Gần mỗi năm ngày giỗ tổ hay là ngày rằm, ngày Tết, thậm chí là đến nhà thờ chỉ thắp cơn hương theo mang tính chất là cho nó qua truyền thôi, còn thậm chí là anh em còn phải gọi nhau, còn phải 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 phải, phải gọi là phải kêu, gọi phải căng thẳng lắm, thì lúc đó bây giờ mới 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 gọi được họ đến để bên nhà thờ để thắp cơn hương đó, để cho ông bà tổ tiên đây. Thế nhưng mà đối với bản thân anh thì ngược lại, anh không biết được cái tổ tiên dòng tộc của mình ở đâu cả, nhưng mà luôn luôn trong lòng là ấp ủ, có nghĩa là mình luôn luôn có một cái nỗi lòng nhớ tìm đến cái cội nguồn của mình đấy. Thì đó là cái điều mà em cũng rất là trân trọng, và hy vọng rằng là mình cứ 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 đặt niềm tin đi, biết Đúng đâu rồi, duyên này thì sẽ đến với mình, đúng không, ông đúng bà rồi. tổ tiên của anh, đúng không, Rồi. đấy bên cái gọi là dòng máu của anh đấy, biết đâu nơi thế giới bên kia ông bà sẽ mách bảo cho người đã sinh thành ra anh, đúng Đúng không, rồi. có thể là vô tình xem được cái video này thì ông này biết đâu ông đang còn sống nữa ấy. Ông năm nay đâu đó khoảng tầm 80 tuổi đi, nhưng mà tóc tai thì cũng còn xanh còn minh mẫn đấy. Đúng rồi. Ông xem được video ông lại nhớ lại mối tình năm xưa của mình, ông này liên lạc và tìm lại anh thì tuyệt vời quá, đúng không? Đúng rồi. Đấy thì em cũng không biết nói gì, chỉ biết là cũng chúc cho anh được may mắn, có thể là có cơ duyên tìm được lại người thân anh ạ. Đó thì gút lại một số cái thông tin thì thực ra là cũng rất là ít ỏi quý vị ạ. Cũng rất là mong được quý vị chúng ta chia sẻ, đó là
như lúc nãy anh Thành có chia sẻ đấy, vào cái thời điểm năm 68 ấy, khoảng năm 68, bởi vì anh Thành sinh năm 69 thì chắc khoảng tầm năm 68 đồ giữa năm đến cuối năm gì đấy, thì có một cái đồi, đoàn bộ đội đi qua xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đấy, và có một chú nào đó thì đã có những cái tình cảm với bà Nhi, bà Ó Chút, tức là Ó Chút, Ó Chút Nhi, Ó Chút Nhi đấy, và sinh ra anh Thành. Thì cũng rất là đáng tiếc, thì bây giờ là Ó Chút Nhi đấy, tức là bà Cạnh đấy, tên khai sinh đấy, thì bà là cũng không được bình thường, thành ra là bây giờ là rất là khó để có thể tìm kiếm được thông tin. Nói chung là rất là mong manh, nhưng rất là mong được mọi người chúng ta cùng nhau chia sẻ, mọi người nhé, giúp Khánh cùng với anh Thành chia sẻ cái video này để giúp cho anh có thể là tìm được lại cội nguồn của mình. Anh Thành à? Ừ. Anh nếu mà tìm được thì anh Thành, nếu ai đó mà tìm được cho anh Thành thì anh Thành có cái lời nói gì, cái lời cảm ơn gì đến mọi người không? Nói chung ai mà tìm được cái anh thì anh cũng rất cảm ơn, rồi thì anh sẽ đến nhà cảm ơn và hầu tạ. Nói chung là hoàn cảnh của anh nhược đến đâu thì anh cũng cứ vẫn là đến nhà để cảm ơn người đó, để biết được cái nơi đó anh tìm được cội nguồn là rất quan trọng. Và trong cái cuộc điện thoại của Khánh với anh Thành, với Khánh đấy, anh Thành có nói rằng là thực ra ngày hôm nay anh chỉ mong muốn tìm được cội nguồn của mình thôi, chứ không phải là anh muốn rằng là anh hy vọng rằng là người cha của mình, người cội nguồn của mình sẽ là một cái gia đình nào đó giàu có để mình có thể nhờ cậy. Cái điều đó anh không bao giờ anh nghĩ tới. Anh chỉ muốn là tìm được cái cội nguồn của mình thôi. Chứ còn về vật chất thì bây giờ anh cũng cơ bản là đầy đủ rồi. Nói chung là để mà so với những người ở thành phố giàu sang phú quý thì chưa có, nhưng mà ở nông thôn như thế là anh cũng cơ bản rồi. Tức là tạm ổn. Đấy, tạm ổn rồi, con cái cũng có, gia đình cũng trưởng thành rồi. Bây giờ anh thì cũng có cuộc sống như thế là cũng ổn rồi, không có gì phải đòi hỏi cả nữa. Anh đúng à. Rồi, đúng rồi. Đấy, quan trọng là tìm được cội nguồn, quan đúng trọng không anh? Là tìm được cội nguồn. Đấy. À. Hy vọng rằng là tất cả những cái may mắn nhất trong cái suy nghĩ của anh về việc tìm kiếm cội nguồn của mình thì sẽ đến anh ạ. Nhá. Tôi dù một phần nghìn ta vẫn hy vọng. Vẫn hy vọng đúng không? Đúng rồi, vẫn hy vọng. Dạ. Rất là mong được mọi người chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa video nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị chúng ta có những nhận xét gì trong video này cùng với Khánh, chúng ta hãy để lại những bình luận nhé. Cảm ơn cả nhà. Còn bây giờ thì Khánh cuối cùng thì anh xin chúc sức khỏe Khánh. Dạ. Vợ chồng Khánh có rất nhiều sức khỏe. Dạ. Để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Dạ dạ, em cảm ơn anh Thành nhé. Và những cái lời chúc này thì có lẽ là cũng phải gửi, Khánh xin được gửi đến tất cả quý vị, bởi vì chính quý vị là những người mà đã tiếp sức, tiếp cái động lực để Khánh có thể thực hiện được cái chương trình này. Khánh đang ngồi nói chuyện với anh Thành bên đó quý vị ạ, nhưng mà chị vợ của anh Thành là chị Hồng đấy, cứ đứng nói vòi vào. Khánh nghĩ rằng là chị có rất là nhiều cái nỗi lòng đấy, cho nên là bây giờ thì trò chuyện với chị một chút, nghe chị nói vòi vào rằng bảo là hôm trước là chị đi coi ngày đẹp để xây nhà cho con trai, nhưng mà ông thầy thì không nói gì đến chuyện xây nhà mà cứ nói về cái chuyện cội nguồn thôi. Trong lúc đó thì mình không đạ đồng gì đến cội nguồn. Đấy, cụ thể thế nào thì chị Hồng chia sẻ em nghe nào. Chị là lúc đầu là chị đi xem về làm nhà cha con thì là liền là họ nói là dư con muốn mân chị thì mân cho con cái cội nguồn của con là cho vô được nhà con, cho nên là con đưa họ vô bởi đà đây thì họ xói chịu cho con đi tìm người nội. Bà nội của con là năng vừa rồi tháng 11 vừa rồi chị đi xem ạ, là bà nội của con là mô dưới bên trại, đi dưới bên trại lên là có ai hút là làm gì chi mà có cái cây đổ là mô ạ. Thì chị mình nói là chứ nói thật cho bà nội con, con tìm ra là đúng thầy ạ, là vì chồng con biết cha ở đâu. Thì họ mới nói là cây mô bà nội là chính là gốc là cái người đang tìm con đó. Bà nội là có người là nếu phải là bà nội của ông Thanh đấy là cha với bà nội là về đây, vong linh là về đây, vong hồn linh hồn là về đây. Nhưng mà họ nói là bà nội mời bà nội vô cho bà nội chịu cho để mà gặp anh em mà gặp chắc. Cho cái bà nội thì chị hỏi mai là chán có lắm biết bà nội thì họ còn nói là cái người đang tìm con đó. Mà chị còn nói là cái người đang tìm con thì cũng có ai tìm, chỉ có là cái cố theo đấy tìm mà tìm đi lấy cũng đúng năm đó. Yeah. Thì vì là chênh lệch quá nhiều thì chỉ đến 5 năm đúng không? Chỉ họ chỉ còn nói thân nữa thôi, chứ còn nó không nói về làm nhà, họ chỉ nói đưa cái vong linh nữa vào trong nhà. Để họ xói chịu chứ thôi. Để mà anh em gặp nhau là sớm gặp nhau. Là chỉ có gửi cái ghi âm nói cho em đâu, mất em đã nghe được chưa nào. Dạ dạ. Là chỉ có gửi ghi âm đó mà thầy nữa thầy bắt chỉ ghi âm ấy. Dạ. Là thầy mang ở đến hướng trạch ra xem cho chị đó. Vâng. Còn năm 2016 là chị đi xem để cưới thằng con út á, là chị có hỏi nghĩa là về cha chồng có con nữa hay không.
là có cái người đó họ nói tâm linh đó họ nói là cha chồng không còn nữa, đừng có tìm nữa chứ không còn nữa. Là lần từ lần đó đến giờ chỉ nhắc chứ điện nữa, là vì chỉ nó biết ở đâu một của đại biển thì chỉ không biết nữa. Thì vừa rồi chị xem nhà thì nghe họ có nói chén là làm nhà thì họ chỉ nói về nồi nước anh ấy. Vâng. Họ chỉ nói cội nguồn của chị là người đang tìm con đỏ thì chị cũng biết là ai. Vâng. À, chị tìm thì chỉ dắt cô thiếu đó, cô thiếu tìm tìm lần tìm đến đến kênh của Hà Huy Khánh thôi chứ mà chị nói là cũng xa vời. Dạ dạ. Vâng. Nhìn chính lịch nắm quả xa. Dạ dạ. Nhìn có tên ở đấy. Dạ dạ. Vâng. Đấy, không chỉ là bản thân anh Thành mà vợ của anh Thành cũng ấp ủ luôn luôn nghĩ về cội nguồn của chồng quý vị, cho nên là những cái lúc mà đi xem ngày cưới cho con rồi là xem những cái việc này việc kia là cũng phải đá vào một tí để xem rằng là cội nguồn của chồng, cha chồng còn hay không nữa, tha thiết tìm người thân. Rất mong được quý vị chúng ta cùng chia sẻ nhé. Nè, có được con gái đây, con này đây, con được ông Kình thì được có thì máy chứ còn một người con có thể là idol nó giống con anh. Dáng cao ráo, rồi ôi dáng cao thế. Con gái của anh. Dạ. Thì có thể nhìn qua con có thể là có một người nó đó có thể giống thì có thể là có đấy. Đấy có biết. Em gái ngày hôm nay đứng cùng với bố chụp ảnh cùng với Khánh để đăng tải lên như thế này để nói rằng là không chỉ bố muốn tìm lại cội nguồn mà chính bản thân con gái, bản thân em gái ở đây cũng muốn biết được cái cội nguồn của mình ở đâu rồi quý vị. Chứ không phải là hời hợt đâu quý vị. Bởi vì là nếu giả sử đâu đó thì sẽ có những người người ta sẽ rất là ngại đứng trước ống kính và ngại nói về quá khứ và cái cội nguồn của mình. Đúng. Nhưng đối với anh Thành thì rất là khác. Cho nên đây là một cái sự rất là nhiệt tình và rất là tha thiết tìm người thân quý vị. Rất mong được quý vị chúng ta cùng chia sẻ nhé. Và Khánh cũng chúc cho gia đình của anh Thành luôn được thật nhiều sức khỏe. Và cái điều may mắn nhất sẽ đến với gia đình của chúng ta, anh Thành nhá. Rồi, ok. Cảm ơn Khánh nhé. Cứ hy vọng đi em gái ha. Rồi, ok. Một phần nghìn ta của bạn hy vọng. Dạ, ok. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều nhá. Quý vị chúng ta nhớ chia sẻ, nhớ để lại bình luận giúp đỡ cho anh Thành nhá. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào toàn thể quý vị. Chào. Bye bye nhé.